Dạ, cảm ơn ba Năm, vỗ tay gia đình nha. Okay. Nhung ơi, sao em đành đoạn bỏ đi khi con Thu mới vừa lớn 2 tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu em? Một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng mình chung chẳng sẽ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau, tình ruột luôn rồi đó. Nhưng kể từ đây Nhi ra đi không trở lại nữa rồi. Còn anh thì suốt đời mang ăn, chỉ tội nghiệp cho đứa con khờ, nó còn trong lứa tuổi ngây thơ. Quá trời quá đất ơi. Rồi ai dạy dỗ con thơ, ai nâng niu chăm sóc dỗ về những tiếng kêu cha trong giấc ngủ đêm hè. Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì bị tù rồi, còn mẹ thì đi mở quan nhị. Tưởng thế ơi, ông dây chỉ thảm trạng cho kẻ bắt người nam cho vợ phải xa chồng. Thôi thì đành xuôi tay cho định số an bài. Quá xuất sắc luôn, quá xuất sắc luôn, con tặng cho con là xuất sắc luôn. Không bao giờ tôi quên cái này. Cảm ơn.